Rất cảm ơn và xin kính chào quý vị đến với cập nhật mới nhất những vấn đề nóng của thế giới trên kênh YouTube chính thức của báo điện tử VTC News. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Tổng thống Biden bắt đầu nới lỏng các hạn chế đối với việc sử dụng vũ khí Mỹ trên đất Nga sau khi Nga mở cuộc tấn công suy biên giới trên hướng Kharkov, thành phố lớn thứ hai của Ukraine vào tháng 5 năm 2024. Khi ấy, để giúp Ukraine phòng thủ tại Kharkov, Tổng thống Biden cho phép họ sử dụng hệ thống pháo phản lực cơ động cao HIMARS với tầm bắn khoảng 80 km để tấn công lực lượng Nga qua biên giới. Nhưng lúc đó, ông Biden chưa cho phép Ukraine sử dụng Atak MS có tầm bắn xa hơn khoảng 305 km để bảo vệ Kharkov. Trong suốt tiến trình xung đột Nga-Ukraine, phương Tây từng bước viện trợ dành cho Ukraine nhiều điều vốn là cấm kỵ trước đây, thì nay đã trở nên bình thường như việc cung cấp cho Ukraine các tên lửa HIMARS và máy bay chiến đấu F-16. Một vài quan chức Mỹ cho biết họ e sợ việc Ukraine tập kích nga bằng tên lửa tầm xa xuyên biên giới có thể khiến nga dùng vũ lực để trả đũa Mỹ và đồng minh. Dòng những quan chức Mỹ khác cho rằng những nỗi e sợ đã bị thổi phồng quá mức. Hiện nay, động thái của ông Biden khiến công chúng đổ dồn sự chú ý về tổng thống nga Vladimir Putin. Hồi tháng 6, tổng thống Nga Vladimir Putin từng cảnh báo về khả năng Nga sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật. Nhà lãnh đạo Nga tuyên bố, nếu hành động của ai đó đe dọa chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của chúng tôi, chúng tôi cho rằng có thể sử dụng tất cả biện pháp mà mình có, điều này không nên bị xem nhẹ. Mới đây, điện Kremlin một lần nữa tuyên bố các nội dung sửa đổi trong học thuyết hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ được chính thức hóa giữa lúc căng thẳng với Ukraine và phương Tây. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với hãng tin TASS, những sửa đổi đã được xây dựng trên thực tế, những sửa đổi này sẽ được chính thức hóa khi cần thiết. Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebenzia phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an rằng, Chính quyền Tổng thống Biden đã cấp quyền cho ông Volodymyr Zelensky về việc sử dụng vũ khí tầm xa để tấn công lãnh thổ Nga. Ông nói, có lẽ ông Joe Biden vì nhiều lý do không còn gì để mất, nhưng chúng tôi ngạc nhiên trước sự thiền cận của giới lãnh đạo Anh và Pháp. Họ lợi dụng chính quyền sắp mã nhiệm và đang kéo không chỉ các quốc gia của họ mà toàn bộ châu Âu vào một cuộc xung đột quy mô lớn với hậu quả thảm khốc. Hồi tháng 9, Tổng thống Vladimir Putin cho biết các nguyên tắc cơ bản về gian đe hạt nhân của Nga cần phải được điều chỉnh để phù hợp với thực tế hiện tại. Ông Putin nhấn mạnh Moscow có thể đáp trả hạt nhân đối với một cuộc tấn công xuyên biên giới quy mô lớn có sự tham gia của máy bay tên lửa hoặc máy bay không người lái, một cường quốc hạt nhân đối thủ hỗ trợ quốc gia khác tấn công Nga cũng sẽ bị coi là một bên tham gia cuộc tấn công đó. Trong khi đó, các nhà phân tích phương Tây nhận định rằng những thay đổi này là động thái căng thẳng của Moscow nhằm ngăn chặn phương Tây mở rộng hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Tuy nhiên, chi tiết đầy đủ về học thuyết sửa đổi vẫn chưa được công bố cuộc xung đột tại Ukraine đã châm ngòi cho cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất trong quan hệ giữa Moscow và phương Tây kể từ cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba năm 1962. Phát biểu với hãng tin TASS, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Moscow sẵn sàng bình thường hóa quan hệ với Washington, tuy nhiên ông nhấn mạnh. Chúng tôi không thể nhảy điệu tango một mình và chúng tôi cũng không có ý định làm điều đó. Vừa qua, thủ đô Kiev của Ukraine dung chuyển dữ dội khi hứng chịu cuộc không kích lớn chưa từng có từ Nga với sự tham gia của UAV Cảm Tử và tên lửa siêu vượt âm Kinza. Chính quyền từ cả hai phía Nga và Ukraine đã xác nhận cuộc tấn công trên. Trong số các vũ khí chính được sử dụng từ cuộc tấn công này có tên lửa siêu vượt âm KH-47M2 Kinza, một loại vũ khí nổi tiếng về tốc độ và khó đánh chặn. Trong bối cảnh đó, hệ thống phòng không Patriot do Mỹ và Đức cung cấp đã đối đầu trực tiếp với các thách thức trên. Kênh thông tin tình báo nguồn mở Austin Technical cho biết, các hệ thống Patriot do Mỹ và Đức cung cấp cho Ukraine đã tham gia vào hoạt động đánh chặn tên lửa Kinza phóng từ trên không của Nga trên bầu trời Kiev. Theo ghi nhận của kênh Telegram Kiev Info, Ukraine đã phải đối mặt với một trong những đợt tấn công tên lửa quy mô lớn nhất từ Nga, nhắm vào các cơ sở sản xuất và truyền tải năng lượng trên toàn quốc. Sự xuất hiện của các mảnh vỡ từ tên lửa hành trình của Nga cho thấy, các hệ thống phòng không của Ukraine, bao gồm cả các hệ thống Patriot tiên tiến, đã được kích hoạt. Các hệ thống này được thiết kế để vô hiệu hóa nhiều mối đe dọa khác nhau, từ tên lửa đạn đạo đến tên lửa hành trình. Việc kích hoạt các hệ thống Patriot trong các tình huống chiến đấu thực tế, chống lại các vũ khí tinh vi và hiện đại của Nga như Kinza, có ý nghĩa chiến lược quan trọng với Ukraine. Các hệ thống này nằm trong số ít hệ thống trên thế giới có khả năng phát hiện và đánh chặn các mục tiêu siêu thanh hay siêu vượt âm. Các vụ đánh chặn thành công không chỉ cho thấy hiệu quả công nghệ của các hệ thống phòng không mà còn chứng minh nỗ lực phối hợp giữa quân đội Ukraine và các công nghệ phương Tây được cung cấp để giảm thiểu tác động từ những cuộc tấn công bằng tên lửa này. Tuy nhiên, bất chấp khả năng đã được chứng minh, hệ thống phòng không Patriot vẫn có những hạn chế, đặc biệt là khi phải đối mặt với các cuộc tấn công bằng tên lửa quy mô lớn kết hợp với UAV cảm tử. Việc tấn công dồn dập với nhiều loại vũ khí cùng lúc khiến việc đánh chặn hiệu quả trở nên khó khăn, vì số lượng tên lửa đánh chặn có sẵn trong bất kỳ khẩu đội phòng không nào cũng là hữu hạn. Điều này tạo ra nguy cơ một số tên lửa của đối phương sẽ tránh được việc đánh chặn, dẫn đến việc đánh trúng thành công các mục tiêu được bảo vệ. Chiến lược tấn công dồn dập này có thể là một động thái có chủ đích của Nga nhằm mục tiêu làm quá tải các hệ thống phòng không của Ukraine và làm giảm hiệu quả của chúng. Điều này cũng cho thấy tính dễ bị tổn thương của bất kỳ hệ thống phòng không nào khi nguồn lực của nó cạn kiệt hoặc bị phân tán mỏng giữa quá nhiều mối đe dọa. Việc đưa UAV cảm tử có giá trị rẻ hơn vào chiến thuật nghi bình, đánh lạc hướng càng làm tăng thêm áp lực cho những người vận hành hệ thống Patriot, buộc họ phải lãng phí các tên lửa đánh chặn có giá trị cao hơn để đối phó với những mối đe dọa nhỏ hơn. Vị trí chính xác của các hệ thống Patriot được giữ bí mật để tránh bị phá hủy trong các cuộc không kích của Nga. Các nhà phân tích cho rằng một số được triển khai xung quanh Kiev, nơi chúng bảo vệ cơ sở hạ tầng quan trọng và các tòa nhà chính phủ những hệ thống khác có thể bảo vệ các điểm chiến lược, chẳng hạn như các trung tâm năng lượng hoặc các địa điểm quân sự ở Tây Ukraine. Lý do đằng sau thành công hay thất bại trong việc đánh chặn tên lửa của Nga phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Đối với tên lửa như Kinza, di chuyển với tốc độ siêu vượt âm và có quỹ đạo không thể đoán trước, ngay cả các radar tiến tiến trên hệ thống Patriot cũng có thể bị quá tải. Hơn nữa, các cuộc tấn công phối hợp liên quan đến nhiều tên lửa hành trình và UAV tạo ra hiệu ứng bão hòa buộc người vận hành phải tính toán ưu tiên các mục tiêu. Các yếu tố kỹ thuật như trục trặc thiết bị hoặc lỗi tính toán cũng có thể ảnh hưởng đến hiệu quả. Mới đây, không quân Ukraine đã sử dụng máy bay chiến đấu đa năng F-16 để bắn hạ thành công khoảng 10 mục tiêu trên không của Nga. Thành tích này đánh dấu một bước tiến lớn của Ukraine trong việc tăng cường năng lực phòng không, đặc biệt khi đối mặt với đợt tấn công quy mô lớn từ Nga nhắm vào các cơ sở hạ tầng trọng yếu trên khắp đất nước. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thông báo, hôm nay các phi công F16 của chúng tôi đã bắn hạ khoảng 10 mục tiêu trên không, tổn thất từ cuộc tấn công vào các khu vực như Rybne, Lviv, Dnipro, Volyn và Odessa đang được khắc phục. Đợt tấn công này của Nga được đánh giá là một trong những chiến dịch quy mô lớn nhất, sử dụng nhiều loại vũ khí hiện đại như tên lửa siêu thanh Zircon, tên lửa hành trình Kalibr và máy bay không người lái tấn công Shahed UAV Geran 2. Không quân Ukraine đã ghi nhận 210 mục tiêu trên không, bao gồm 120 tên lửa và 90 UAV. Trong số này, lực lượng phòng không Ukraine đã kịp thời đánh chặn 144 mục tiêu, bao gồm 102 tên lửa và 42 UAV. Nga huy động một loạt khí tài chiến lược và chiến thuật như 7 máy bay ném bom TU-160, 16 TU-95MS, 10 MiG-31K cùng các tàu chiến trang bị tên lửa hành trình. Dù vậy, các hệ thống phòng không Ukraine hoạt động trên 19 khu vực, bao gồm Kiev, Odessa và Lviv, đã giúp giảm thiểu thiệt hại đáng kể bên cạnh đó rt đưa tin một cố vấn cấp cao của tổng thống ukraine volodymyr zelensky cho biết ukraine có thể đề nghị thay thế một phần quân đội mỹ đang đồn trú tại châu âu cũng như cung cấp quyền tiếp cận độc quyền các khoán sản quý hiếm tại nước này nhằm đảm bảo sự ủng hộ của tổng thống đắc cử donald trump Cụ thể trong một cuộc phỏng vấn với tờ báo Ý La Repubblica, ông Mikhail Poliak được hỏi về việc quan hệ Mỹ-Ukraine sẽ thay đổi như thế nào dưới thời ông Trump và việc vị tỷ phú trở lại Nhà Trắng có thể tác động như thế nào đến cái gọi là kế hoạch chiến thắng của ông Zelensky. Kế hoạch chiến thắng từng được ông Zelensky trình bày vào tháng trước với mong muốn đưa Ukraine gia nhập NATO. Theo báo cáo, kế hoạch này đã nhận được sự đón nhận lạnh nhạt từ phương Tây. Trong khi đó, Moscow đã bác bỏ kế hoạch này vì cho rằng nó không thể khởi động đàm phán và là công thức cho một cuộc xung đột trực tiếp giữa Nga và khối quân sự do Mỹ lãnh đạo. Tuy nhiên, theo ông Podolyak, một số yếu tố trong bản kế hoạch này có thể khiến Tổng thống đắc cử Donald Trump quan tâm, tránh kịch bản Washington sẽ cắt viện trợ dành cho Kiev ông nói chúng tôi mang chủ nghĩa thực dụng và bàn đàm phán chúng tôi đã phát triển chuyên môn quân sự và có thể đề nghị ông trump thay thế một phần lực lượng dự phòng của mỹ ở nhiều khu vực khác nhau trước hết là ở châu âu chúng tôi cũng có chữ lượng khoáng sản quý hiếm như lithium và titan mà chúng tôi có thể cùng nhau khai thác ông podoliak cũng tìm cách xua tan mối lo ngại rằng chiến thắng của ông trump là tín hiệu xấu đối với ukraine Trước đó, Đảng Cộng hòa liên tục chỉ trích viện trợ vô điều kiện của Mỹ cho quốc gia đang gặp khó khăn này và tuyên bố sẽ nhanh chóng chấm dứt xung đột. Để làm được điều này, ông Trump có thể buộc Kiev phải đình chỉ tham vọng gia nhập NATO và đóng băng các hành động thù địch dọc theo tuyến giao tranh hiện tại trong bài phát biểu tại dinh thự Maaragoo, ông Trump khẳng định chính quyền sắp tới của ông sẽ tập trung giải quyết xung đột nga ukraine. Tổng thống đắc cử nói: "Chúng tôi sẽ nỗ lực giải quyết xung đột nga ukraine. Cuộc xung đột này phải chấm dứt. Nga và ukraine phải dừng lại. Ngoài chiến đấu cơ và hệ thống phòng không dưới mặt đất, trực thăng cũng được quân đội ukraine và israel huy động để chặn đòn tấn công từ máy bay không người lái uav. Trực thăng tấn công trong bị pháo vốn được thiết kế để tấn công các mục tiêu dưới mặt đất như xe bọc thép song hiện tại chúng được sử dụng để chống lại UAV. Business Insider dẫn lời ông Nicholas Harris, một chuyên gia an ninh tại Viện Nghiên cứu New Life tại Washington cho biết, việc sử dụng trực thăng tấn công để chống lại UAV là giải pháp tạm thời và sẽ trở nên lỗi thời một khi UAV được sử dụng theo bầy đạn và có khả năng tự kiểm soát, trong khi đây là năng lực của cả Iran và Nga đều được phát triển. Chuyên gia quốc phòng Federico Bolhari tại Trung tâm Phân tích Chính sách châu Âu nhận định, nhờ khả năng linh hoạt, trực thăng có thể được sử dụng để thực hiện nhiệm vụ phòng không khi cần thiết, Mặc dù đây không phải là vai trò chính của chúng, các trực thăng Apache của Israel từng nhiều lần được dùng để đánh chặn UAV thù địch phóng từ Lebanon và Syria. Thậm chí một số trực thăng có thể mang theo tên lửa không đối không nhằm mở rộng phạm vi tấn công so với pháo hoặc súng máy. Mặc dù vào tháng 7, tuyên bố của giới lãnh đạo quân đội Mỹ đã từng đánh dấu sự thay đổi lớn của Washington trong các đánh giá vai trò của trực thăng, loại khí tài được sử dụng phổ biến trên chiến trường hàng chục năm qua, đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ như chiến đấu, trinh sát, vận tải và hậu cần. Theo giới chuyên gia, chiến trường Ukraine ẩn chứa rất nhiều mối đe dọa với các dòng máy bay cánh bằng và trực thăng. Giới chức Mỹ thời điểm đó muốn chuyển hướng nguồn lực sang giải pháp thay thế là máy bay không người lái UAV, hay còn gọi là thiết bị bay không người lái drone cỡ lớn. Dù vậy, điều này không có nghĩa trực thăng sẽ hoàn toàn biến mất trên chiến trường, ít nhất là trong tương lai gần. Theo chuyên gia Stephen Brown, người từng là chuyên gia về đạn dược và giả phá bom mìn của quân đội Anh, chúng dự kiến tiếp tục được sử dụng cho nhiệm vụ yểm trợ hỏa lực từ xa như cách Nga đang làm, thậm chí có thể dùng làm phương tiện phóng drone. Ngoài ra, trực thăng còn có thể trở thành trạm điều khiển và tiếp sóng trên không, giúp tăng phạm vi hoạt động của drone. Bên cạnh đó, khí tài này vẫn sẽ là phương tiện thiết yếu cho nhiệm vụ hậu cần, vận tải, triển khai quân hoặc sơ tán y tế ở những khu vực khó tiếp cận. Ở Ukraine, một quốc gia rộng lớn hơn so với Israel, trực thăng là phương tiện bảo vệ không phận khỏi loạt tấn công từ UAV. Ông Bosary nói, với tốc độ bay chậm và tầm thấp của UAV xa Nga, trực thăng Ukraine có thể sẽ dễ dàng truy đuổi và loại bỏ. Tuy nhiên, việc sử dụng trực thăng cho vai trò này vẫn chưa là tối ưu bởi một phần gây ra rủi ro đối với máy bay và phi hành đoàn. Cũng theo ông, pháo và súng máy rẻ hơn nhiều so với tên lửa không đối không, nhưng chúng không thể thay đổi chế độ chính xác và tầm bắn của tên lửa. Nói cách khác, trực thăng là phương án cuối cùng được dùng để tấn công UAV. Theo ông, máy bay chiến đấu còn có thể tiếp cận mục tiêu nhanh hơn nhiều so với trực thăng. Tờ New York Times gần đây đưa tin rằng Tổng thống Mỹ Joe Biden đã bãi bỏ lệnh cấm các loại vũ khí như ATACMS MS tấn công bên trong nước Nga một quyết định được hình thành một phần do việc Triều Tiên triển khai quân đội để chiến đấu của Nga chống lại lực lượng Ukraine ở khu vực Kursk. Mỹ vẫn chưa xác nhận báo cáo này. Trung tướng Mỹ đã nghỉ hưu, Ben Hodges cho rằng quyết định của ông Biden sẽ tạo lợi thế cho cựu tổng thống đắc cử Donald Trump, người đã nhiều lần chỉ trích viện trợ quân sự cho Ukraine và khẳng định ông có thể chấm dứt xung đột bằng một thỏa thuận. Ông Hodges cũng nhận định rằng việc bãi bỏ lệnh cấm vũ khí có thể là một món quà dành cho ông Trump và cho rằng chính sách này hiện tại vẫn chưa có mục tiêu chiến lược rõ ràng. Về tác động của quyết định này đối với chiến trường, các chuyên gia cho rằng việc cung cấp tên lửa Atak MS có thể giúp Ukraine phá vỡ các cuộc tấn công của Nga và Triều Tiên vào khu vực Kursk, đặc biệt là tấn công vào các sở chỉ huy, pháo binh và cơ sở hậu cần của Nga. Tuy nhiên, một số quan chức Mỹ cho rằng dù có tên lửa Atak MS, việc thay đổi cục diện chiến sự hiện tại vẫn còn rất khó khăn. Trong một cuộc trò chuyện gần đây, Tổng thống Joe Biden giải thích với ông Donald Trump rằng việc ủng hộ Ukraine là vì lợi ích của Mỹ. Cảnh báo rằng nếu để Nga chiến thắng, Mỹ có thể bị kéo vào một cuộc chiến lớn ở châu Âu. Tuy nhiên, ông Trump đã bác bỏ lập luận này trong chiến dịch tranh cử của mình, đồng thời hứa sẽ chấm dứt xung đột ngay từ ngày đầu tiên nếu trở lại Nhà Trắng. Ông Trump cũng cam kết sẽ cấm sử dụng tên lửa tầm xa. Quyết định bãi bỏ các lệnh cấm vũ khí nói trên đã gây phẫn nộ trong một số đồng minh của ông Trump, bao gồm cả con trai của ông, nhưng các quan chức quan trọng trong vòng tròn thân cận của ông Trump như Bộ trưởng Ngoại giao, Cố vấn An ninh Quốc gia và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng mới lại giữ im lặng. Ông Mike Wans, người được ông Trump chọn làm cố vấn an ninh quốc gia cho rằng, quyết định cho phép Ukraine sử dụng tên lửa Atak trong các cuộc tấn công xuyên biên giới là một sự gia tăng căng thẳng, nhưng ông coi đó là một chiến thuật của Nhà Trắng. Trong một cuộc phỏng vấn, ông Wans cho biết, ông Trump đang tập trung vào một chiến lược lớn để chấm dứt xung đột, trong đó có kế hoạch trang bị đủ hỏa lực cho Ukraine để thuyết phục Tổng thống Nga Putin ngồi vào bàn đàm phán. Ông Trump có đường dây trực tiếp với ông Putin và đã thảo luận với cả ông Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky một số người cho rằng ông Trump hy vọng sẽ nhận giải Nobel Hòa Bình, điều mà ông vẫn chưa đạt được. Tuy nhiên, các quan chức Nhà Trắng lo ngại rằng ông Trump có thể từ bỏ Ukraine khi lực lượng Ukraine đang suy yếu do thiếu hụt nhân lực và Nga đang dần kiểm soát thêm lãnh thổ. Theo các thông tin mới nhất từ Washington, 10.000 binh sĩ Triều Tiên sẽ tham gia vào lực lượng 50.000 người của Nga ở khu vực Kursk, nơi Ukraine đã kiểm soát vào đầu năm nay, và khu vực này là nơi Ukraine được phép sử dụng hệ thống tên lửa Atakemes. George Barros, nghiên cứu viên tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISWK cho rằng sự xuất hiện của quân Triều Tiên và quá trình chuyển giao chính quyền có thể là những yếu tố quan trọng đã thúc đẩy quyết định của Mỹ về việc cho phép Ukraine sử dụng tên lửa ATACMS. Phó Tổng thư ký Liên Hợp Quốc phụ trách các vấn đề chính trị và xây dựng hòa bình Rosemary Di Carlo đã có bài phát biểu trước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vào thời điểm đánh dấu 1.000 ngày kể từ khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra đề cập tới vụ Mỹ bật đèn xanh cho Ukraine dùng tên lửa tầm xa tấn công lãnh thổ Nga. Theo trang web của Liên Hợp Quốc, trong bài phát biểu thay mặt Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres, bà Di Carlo nói, tất cả các bên phải đảm bảo an toàn và bảo vệ dân thường, bất kể vị trí của họ. Bà nói thêm, trên khắp Ukraine, các khu dân cư bị tấn công ngày càng nhiều. Người dân Kiev một lần nữa buộc phải tìm nơi trú ẩn khỏi các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa vào ban đêm. Các cơ sở hạ tầng năng lượng và dân sự quan trọng ở Ukraine bị nhắm mục tiêu và tàn phá một cách có hệ thống, khiến nhiều người dân Ukraine không được tiếp cận các nhu cầu cơ bản. Phó Tổng thư ký Liên Hợp Quốc cho biết, 1.000 ngày tàn phá trên diện rộng đã trôi qua kể từ khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra. Đó là 1.000 ngày chết chóc, tàn phá và tuyệt vọng trên diện rộng mà vẫn đang tiếp tục đối với hàng triệu người Ukraine. Theo BBC, động thái gỡ rào của Mỹ có thể sẽ không đủ để xoay chuyển cuộc diện xung đột. Các vũ khí và thiết bị quân sự của Nga, chẳng hạn máy bay chiến đấu, đã được chuyển đến các sân bay xa hơn bên trong lãnh thổ Nga để chuẩn bị cho việc Mỹ cho phép Kiev tấn công tầm xa. Tuy nhiên, vũ khí này có thể mang lại cho Kiev một số lợi thế vào thời điểm quân đội Nga đang giành được nhiều bước tiến ở phía đông Ukraine và tinh thần chiến đấu của các binh sĩ đang xuống thấp. Một nhà ngoại giao phương Tây nói với BBC rằng tôi không nghĩ điều này sẽ mang tính quyết định. Tuy nhiên, đây là quyết định mang tính biểu tượng cần phải đưa ra để nâng cao mức độ đe dọa và thể hiện sự ủng hộ về mặt quân sự đối với Ukraine. Điều này có thể làm tăng chi phí quốc phòng cho Nga. Trong khi đó, bà Evelyn Farkas, cựu phó trợ lý Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ, trong chính quyền của cựu Tổng thống Barack Obama, đã đặt ra câu hỏi về số lượng vũ khí sẽ được cung cấp. Bà Farkas đồng thời nhận định tên lửa Atak-MS có thể có tác động về mặt tâm lý ở Ukraine nếu chúng được sử dụng để tấn công các mục tiêu như cầu Kerch nối bán đảo Crimea với đất liền Nga. Việc Mỹ gỡ rào cho Ukraine cũng dẫn đến hiệu ứng lan tỏa, cho phép Anh và Pháp cấp phép cho Ukraine sử dụng tên lửa Storm Shadow để tấn công vào lãnh thổ Nga. ông Trump sẽ trở lại Nhà Trắng vào tháng 1 năm 2025 sau chiến thắng trước Phó Tổng thống Kamala Harris trong cuộc bầu cử Tổng thống vừa diễn ra. Với sự ủng hộ mạnh mẽ hơn từ Đảng Cộng Hòa tại Quốc hội so với nhiệm kỳ đầu tiên năm 2016, ông Trump đang chuẩn bị một chương trình nghị sự đầy tham vọng trong 100 ngày đầu tiên của nhiệm kỳ mới. Vấn đề kinh tế được xem là yếu tố then chốt đã giúp ông Donald Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử này. Và đây cũng sẽ là ưu tiên hàng đầu trong chương trình nghị sự của ông. Các cuộc thăm dò cho thấy người dân Mỹ nhìn chung không hài lòng với tình hình kinh tế hiện tại và ông Trump đã đưa ra những đề xuất cụ thể để giải quyết vấn đề trên. Theo hạ nghị sĩ Mỹ, Andy Harris, Đảng Cộng hòa có khả năng cao sẽ thông qua một loạt cải cách kinh tế, bao gồm việc xóa bỏ một số loại thuế hay thực hiện các gói cắt giảm thuế mới. Song song với các cải cách kinh tế, chính sách nhập cư cứng rắn sẽ là một trong những ưu tiên hàng đầu của chính quyền Trump mới. Bà Caroline Leavitt, thư ký báo chí Nhà Trắng, được ông Trump chỉ định, cho biết ngay từ ngày đầu tiên nhậm chức, tân Tổng thống sẽ thực hiện các biện pháp mạnh về nhập cư, trong đó có việc trục xuất hàng loạt người nhập cư không có giấy tờ và thu hồi quy chế bảo vệ tạm thời cho người di cư. Tuy nhiên, theo đánh giá của Hội đồng Di trú Mỹ, việc thực hiện các chính sách này sẽ đòi hỏi một khoản ngân sách lớn, ước tính khoảng 7,3 tỷ đô la Mỹ, đồng thời có thể gặp nhiều thách thức về mặt pháp lý và hậu cần. Trong lĩnh vực năng lượng, chính sách của Donald Trump sẽ tập trung vào việc mở rộng khai thác dầu đá phiến đặc biệt tại Pennsylvania, nơi ông đã giành chiến thắng xít sao trong cuộc bầu cử. Steve Scalise, lãnh đạo phe đa số tại Hạ viện đã xác nhận trong một bản ghi nhớ rằng việc giải phóng năng lượng của Mỹ sẽ là ưu tiên hàng đầu, bao gồm việc mở rộng hoạt động thăm dò năng lượng và bãi bỏ một số chính sách môi trường từ đạo luật giảm lạm phát của chính quyền Biden. Về chính sách đối ngoại, ông Trump đã đưa ra một cam kết đầy tham vọng khi tuyên bố sẽ nỗ lực chấm dứt cuộc xung đột Nga-Ukraine trong vòng 24 giờ đầu tiên nhậm chức. Mặc dù các chuyên gia tỏ ra hoài nghi về khả năng thực hiện cam kết này, nhưng với tư cách là Tổng thống Mỹ, ông Trump sẽ có khả năng thay đổi đáng kể cách tiếp cận của Washington đối với cuộc xung đột, bao gồm việc xem xét lại chính sách viện trợ cho Ukraine. Bên cạnh các chính sách lớn, một trong những nhiệm vụ quan trọng trong 100 ngày đầu là hoàn thiện các vị trí chủ chốt trong nội các. Ông Trump đã bắt đầu với việc chọn Susie Wiles, cố vấn cấp cao trong chiến dịch tranh cử, làm tránh văn phòng Nhà Trắng. Các vị trí quan trọng khác như Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và một số vị trí khác đã được công bố. Số còn lại sẽ được bổ sung trong thời gian tới. Tuy nhiên, dù được sự ủng hộ từ Đảng Cộng Hòa, ông Trump vẫn có thể gặp thách thức khi thông qua một số đề cử gây tranh cãi. Do đó sẽ ảnh hưởng đáng kể trong việc thực hiện một số chính sách quan trọng trong chương trình nghị sự của ông. Ngoài ra, một số đảng viên Đảng Cộng Hòa ôn hòa vẫn có thể đóng vai trò kiểm soát đối với các phần sâu rộng hơn trong chương trình nghị sự của tân Tổng thống Mỹ. Tổng thống Mỹ đã cử Donald Trump mới đây đã xác nhận kế hoạch ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia, sử dụng quân đội để trục xuất hàng loạt người nhập cư để thực hiện lời hứa trong chiến dịch tranh cử của mình. Ông Trump đã khẳng định, đúng vậy, khi bình luận một bài viết trên mạng xã hội của Tom Fitton thuộc Quỹ vận động Judicial Watch. Fitton nói về những báo cáo rằng chính quyền sắp tới đang chuẩn bị một tuyên bố khẩn cấp và sử dụng nguồn lực quân đội để trục xuất những người di cư. Ông Trump bổ nhiệm một số người theo đường lối cứng rắn về nhập cư và các vị trí chủ chốt trong nội các. Thống đốc bang Nam Dakota, Kristi Noem, được chọn làm Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa, đang chờ Thượng viện phê chuẩn. Cựu quyền Giám đốc Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ, Tom Homan, được bổ nhiệm làm ông chủ biên giới. Trước đó, ông Trump từng nói tại Madison Quest Garden vào những ngày cuối của cuộc đua tranh cử Tổng thống rằng ngay từ ngày đầu tiên, tôi sẽ khởi động chương trình trục xuất lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ để đưa tội phạm ra khỏi đất nước. Trong suốt chiến dịch, ông Donald Trump cam kết huy động vệ binh quốc gia để hỗ trợ nỗ lực trục xuất. Các chuyên gia nói với ABC News rằng động thái như vậy sẽ đánh dấu một sự thay đổi về cơ bản đối với quân đội, vốn thường không tham gia vào các vấn đề thực thi pháp luật trong nước. Theo ước tính của Hội đồng Di trú Mỹ, có khoảng 11 triệu người di cư trái phép đang sống tại nước này. Việc trục xuất họ có thể tốn hàng tỷ đô la Mỹ mỗi năm. Thêm vào đó, việc trục xuất hàng loạt có thể gây ra tác động kinh tế rộng lớn khi dẫn đến mất doanh thu thuế và tình trạng thiếu hụt lao động. Trong cuộc phỏng vấn đầu tiên sau bầu cử, ông Trump nói với NBC News rằng ông không có lựa chọn nào khác ngoài việc thực hiện kế hoạch trục xuất hàng loạt bất kể chi phí là bao nhiêu. Ông Trump nhiều lần tuyên bố sẽ trục xuất ít nhất 15 triệu người, thậm chí là 20 triệu người đang cư trú bất hợp pháp tại Mỹ, nhưng con số này vẫn chưa được xác minh. Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump tiếp tục công bố một số lựa chọn tiếp theo trong danh sách nhân sự quan trọng cho chính quyền sắp tới. Ông Trump thông báo đã chọn ông Brandon K làm người đứng đầu Ủy ban Truyền thông Liên bang FCC. Ông K, thành viên của Đảng Cộng Hòa, hiện đang là ủy viên của FCC sau khi từng là tổng cố vấn của cơ quan này, FCC là cơ quan độc lập của chính phủ Mỹ và có nhiệm vụ quản lý các hoạt động truyền thông quốc tế và liên bang bằng cách kiểm soát đài phát thanh, truyền hình, viễn thông, vệ tinh và cáp. Ngoài ra, tờ New York Times và Wall Street Journal vừa qua đưa tin Tổng thống đắc cử Donald Trump đã bổ sung cựu chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed Kevin Watts và tỷ phú Mark Rowan vào danh sách ứng cử viên cho vị trí Bộ trưởng Bộ Tài chính. Ông Watts từng là thành viên trong Hội đồng Thống đốc Fed, giai đoạn từ năm 2006 đến năm 2011. Ông được coi là người có quan điểm cứng rắn về chính sách tài chính và ủng hộ lãi suất tiết kiệm cao hơn. Trong khi đó, ông Rowan là đồng sáng lập công ty quản lý đầu tư Apollo Global Management và trở thành giám đốc điều hành CEO của công ty vào năm 2021. Ông Trump vẫn chưa công bố người được đề cử cho vị trí Bộ trưởng Bộ Tài chính. Tuy nhiên, hai ứng cử viên hàng đầu hiện nay là ông Howard Lutnick, CEO của công ty dịch vụ tài chính Cantor Fitzgerald và nhà đầu tư Scott Besen Theo New York Times, ông Trump trong tuần này có thể gặp hai nhân vật trên tại câu lạc bộ Malago ở bang Florida. Ông Lutnick luôn bày tỏ sự ủng hộ của mình đối với các chính sách kinh tế của ông Donald Trump, bao gồm chính sách thuế. Trong khi đó, là nhà đầu tư lâu năm đối với quỹ phòng hộ, là các quỹ đầu tư tư nhân được quản lý chủ động. Ông Besen thường đưa ra những tư vấn quan trọng cho các quyết định về kinh tế của ông Donald Trump. Thượng nghị sĩ Đảng Cộng Hòa Bill Hagerty đại diện cho bang Tennessee, cũng đang tranh cử cho vị trí này. Hồi tuần trước, ông Trump đã cũng có cuộc gặp gỡ với nhân vật này tại dinh thự Malago của mình ở Palm Beach, bang Florida. Ngày sau khi kết quả bầu cử vào ngày 6 tháng 11, Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump đã công bố một loạt ứng viên nội các cho nhiệm kỳ mới sẽ bắt đầu vào tháng 1 năm 2025. Trong đó các vị trí quan trọng gồm Tránh Văn phòng Nhà Trắng, lãnh đạo các bộ ngoại giao, tư pháp, quốc phòng, an ninh nội địa, y tế, cơ quan an ninh quốc gia, cơ quan tình báo trung ương CIA Đều đã được công bố. Tuy nhiên, những nỗ lực của ông Trump nhằm bổ nhiệm những người trung thành vào nội các của ông đang tạo ra phép từ lớn đầu tiên cho phe đa số Cộng hòa tại Thượng viện Mỹ. Lãnh đạo của phe này hiện phải quyết định xem sẵn sàng đi xa đến đâu để ủng hộ hoặc phản đối các vị trí nội các đang đề cử. Hiện pháp Mỹ quy định Thượng viện Mỹ có vai trò thẩm tra và thông qua các thành viên chính phủ do Tổng thống bổ nhiệm, trong đó có Bộ trưởng, Đại sứ Mỹ tại các nước, thẩm phán liên bang. Quy định này nhằm kiểm soát quyền lực Tổng thống, góp phần đảm bảo tránh chọn người không đủ năng lực hoặc biến chất. Thượng viện bắt đầu quy trình phê chuẩn bằng việc tổ chức điều trần. Phiên điều trần này diễn ra tại ủy ban có thẩm quyền với cơ quan mà ứng viên được đề cử làm lãnh đạo. Phiên điều trần có thể kéo dài nhiều giờ. Thành viên của ủy ban đặt câu hỏi cho ứng viên, thường là về tiểu sử và quan điểm chính sách, kế hoạch lãnh đạo trong tương lai. Ví dụ năm 2021, ủy ban đối ngoại thượng viện Mỹ tổ chức điều trần để phê chuẩn ông Anthony Blinken, được tổng thống Joe Biden đề cử làm ngoại trưởng. Ủy ban tài chính thượng viện phê chuẩn bà Janet Yellen làm bộ trưởng tài chính. Quy trình này sẽ kết thúc bằng một cuộc bỏ phiếu tại ủy ban Tiếp đó là bỏ phiếu toàn thượng viện, ứng viên cần được đa số thượng nghị sĩ tham gia bỏ phiếu ủng hộ để được chấp nhận. Cũng cần nói thêm rằng không chỉ thượng viện Mỹ mà cả các cơ quan an ninh khác cũng tham gia vào quá trình thẩm tra, như cục điều tra lên bang Mỹ FBI. Vai trò của FBI lớn hơn khi cơ quan này có nhiệm vụ thẩm tra lý lịch của hơn 1.000 vị trí trong chính phủ mới. Kết quả và hồ sơ của từng ứng viên sẽ được gửi về cho văn phòng tổng thống Mỹ đắc cử và Quốc hội Mỹ. Thượng viện Mỹ khóa mới sẽ bắt đầu làm việc từ ngày 3 tháng 1 năm 2025 và quá trình thẩm tra các thành viên nội các được đề cử diễn ra sau đó đối với ông trump việc đảng cộng hòa là phải đa số ở thượng viện là một lợi thế lớn tuy nhiên không phải ứng viên nào trong nội các của ông trump cũng được lòng các nhà lập pháp tổng thống đắc cử mỹ donald trump cho biết ông muốn tận dụng thời gian quốc hội mỹ nghỉ họp để bổ nhiệm các thành viên trong nội các động thái có thể bỏ qua quá trình xác nhận của thượng viện đối với một số vị trí quan trọng nhất trong chính phủ mỹ hành động này được cho là sẽ làm hạn chế quyền lực còn lại của đảng dân chủ trong việc cản trở chính quyền mới nhưng có khả năng tức đi vai trò của thượng viện mỹ nhằm xác nhận hoặc từ chối các đề cử của tổng thống cũng theo hiến pháp Mỹ, tổng thống có thể bổ nhiệm nhân sự cho nội các trong thời gian quốc hội đang nghỉ làm việc. Quốc hội có thể nghỉ họp trong nhiều tháng và các tổng thống có thể sử dụng điều khoản bổ nhiệm nhân sự trực tiếp trong thời gian này để tránh bỏ trống một vị trí quan trọng nào đó quá lâu. Hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo nhóm 20 nền kinh tế lớn G20 năm nay diễn ra hai tháng trước khi ông Donald Trump trở lại Nhà Trắng. Theo hãng tin Reuters, các thảo luận về thương mại, biến đổi khí hậu và an ninh quốc tế tại hội nghị G20 năm nay sẽ đối mặt với những thay đổi chính sách mạnh mẽ của Mỹ dưới thời ông Trump. Mới đây, trong tuyên bố chung vừa đưa ra, G20 nhấn mạnh sự thống khổ do cuộc xung đột ở giải Gaza và Ukraine, đồng thời kêu gọi hợp tác về biến đổi khí hậu, giảm nghèo và đánh thuế người giàu. Theo đó, hội nghị thượng đỉnh kéo dài 2 ngày tại Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại Rio de Janeiro đã thực hiện một chương trình nghị sự cho thấy trật tự toàn cầu đang thay đổi, nỗ lực củng cố sự đồng thuận đa phương trước khi tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump trở lại nắm quyền vào tháng 1 tới. Quan điểm của các nhà lãnh đạo về thương mại, biến đổi khí hậu và an ninh quốc tế sẽ phải đối mặt với những thay đổi chính sách mạnh mẽ ở Mỹ từ năm tới. Trong quá trình vận động tranh cử, ông Trump đã đưa ra nhiều lời tuyên bố mạnh mẽ về hàng giao thuế quan và cuộc xung đột Nga-Ukraine. Tại hội nghị lần này, các nhà lãnh đạo G20 cũng đã đạt được sự đồng thuận hẹp về cuộc xung đột ở Ukraine, đề cập ngắn gọn đến sự đau khổ của con người và hậu quả kinh tế. Tuyên bố chung cũng bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình hình nhân đạo thảm khốc ở giải Gaza, kêu gọi khẩn cấp viện trợ và bảo vệ nhiều hơn cho dân thường và tiến tới lệnh ngừng bắn toàn diện ở giải Gaza và Liban. Sau cuộc không kích lớn ở Ukraine cuối tuần qua, các nhà ngoại giao châu Âu cũng thúc giục xem xét lại lời lẽ trong tuyên bố chung về cuộc xung đột, nhưng cuối cùng họ đã nhượng bộ. Tổng thống Nga Vladimir Putin không tham dự hội nghị mà cử đại diện là Ngoại trưởng Sergei Lavrov. Ngoài ra, về vấn đề biến đổi khí hậu, các nhà lãnh đạo nhất trí rằng thế giới cần đạt được thỏa thuận về mục tiêu tài chính mới với số tiền mà các nước giàu có phải cung cấp cho các quốc gia nghèo hơn. Hội nghị tượng đỉnh nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới cửa 20 năm nay được tổ chức tại thành phố Rio de Janeiro, Brazil, ngày 18 và 19 tháng 11 với chủ đề Xây dựng thế giới công bằng và hành tinh bền vững. Ba trọng tâm của hội nghị là thúc đẩy sự phát triển xã hội bao trùm và chống nghèo đói, phát triển bền vững và chuyển đổi năng lượng và cải tổ hệ thống quản trị toàn cầu. Theo hãng tin Reuters, mới đây, Thượng viện Mỹ dự kiến sẽ bỏ phiếu vào ngày 20 tháng 11 về các nghị quyết ngăn bán vũ khí cho Israel. Đây là các nghị quyết đã được một số nhà lập pháp Mỹ ủng hộ vì họ cho rằng Israel đang cản trở các chuyến hàng viện trợ mà người dân Palestine ở giải Gaza rất cần giữa xung đột Israel-Hamas. Hiện nay, phần lớn trong số 2,3 triệu người ở giải Gaza đã phải di rời. Các quan chức y tế ở Gaza cho biết, hơn 43.922 người Palestine đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công kéo dài 13 tháng qua của Israel. Thượng nghị sĩ Bernie Sanders là người thúc đẩy cái gọi là những nghị quyết phản đối chung, GRD, hồi tháng 9. Gần đây, ông thông báo sẽ đưa chúng ra Thượng viện để bỏ phiếu trong tuần này hãng tin Reuters nhận định sự ủng hộ mạnh mẽ của cả các nghị sĩ Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ dành cho Israel hiện nay không đồng nghĩa các nghị quyết này có thể sẽ không được thông qua. Tuy nhiên, những người ủng hộ các nghị quyết hy vọng chúng sẽ khuyến khích chính phủ Israel và chính quyền tổng thống Mỹ Joe Biden hành động nhiều hơn để bảo vệ dân thường ở giải Gaza. Hai trong số các nghị quyết đề xuất chặn thông vụ bán đạn súng cố 120 mm và đạn tấn công trực tiếp chung. Jedames, một nghị quyết thứ ba đề xuất chặn thương vụ bán đạn xe tăng cho Israel. Ông Sanders chỉ ra, cuộc xung đột này được tiến hành gần như hoàn toàn bằng vũ khí của Mỹ và 18 tỷ đô la Mỹ tiền thuế của người dân Mỹ. Israel đã thả những quả bom nặng 2000 pound, tức khoảng hơn 900 kg, do Mỹ cung cấp vào các khu dân cư đông đúc, giết chết hàng trăm thường dân để tiêu diệt một vài chiến binh Hamas và không hề phân biệt giữa thường dân và chiến binh. Ông nhấn mạnh, những hành động này là vô đạo đức và bất hợp pháp. Thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ Chris Van Hollen cũng cho biết, ông ủng hộ các nghị quyết phản đối nói trên, tương tự như thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ Elizabeth Warren bày tỏ tuần trước. Trước đó vào đầu tháng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan cho biết họ đã đệ trình một lá thư lên Liên Hợp Quốc có chữ ký của 52 quốc gia và hai tổ chức liên chính phủ kêu gọi ngừng cung cấp vũ khí cho Israel. Ông Fidan cho biết khẳng định đây là đề xuất do Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra. Chúng tôi đã viết một bức thư chung kêu gọi tất cả các nước ngừng bán vũ khí và đạn dược cho Israel. Chúng tôi đã chuyển bức thư này có 54 bên ký kết tới Liên Hợp Quốc vào ngày 1 tháng 11. Trong số những bên ký kết vào lá thư có Ả Rập Xê Út, Brazil, Algeria, Trung Quốc, Iran và Nga. Liên đoàn Ả Rập và Tổ chức Hợp tác Hồi giáo, cả hai đều là tổ chức liên chính phủ trong Liên Hợp Quốc cũng đã ký vào văn bản này. Cách đây không lâu, có một số báo cáo chưa được xác nhận cho biết, Nga đã chuyển giao ít nhất một phi đội Su-35 và một số lượng không xác định tên lửa S-400 cho Tehran. Trong cuộc phỏng vấn gần đây nhất, một quan chức phòng không cấp cao của Iran cho biết kho vũ khí của nước này đã bao gồm các hệ thống tầm xa là S300 Favorite và S400 Trium. Tuyên bố này đã gây ra những cuộc thảo luận sôi nổi trong giới chuyên gia và các nhà báo bởi vì việc cung cấp các hệ thống phòng không hiện đại của Nga cho Iran trước đó chưa được xác nhận chính thức. Nhà phân tích nổi tiếng người Iran, ông Khayyan Muazin đã cung cấp thông tin về vấn đề này. Cụm từ về sự sẵn có của S400 được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng ngày càng gia tăng trong khu vực và việc nhu cầu tăng cường phòng không của đất nước. Giới chuyên gia cho rằng nếu thông tin này được xác nhận chúng ta có thể đang nói về sự mở rộng đáng kể trong hợp tác quân sự giữa Iran và Nga. Về phía các quan chức Nga, cho đến nay, họ vẫn từ chối đưa ra bình luận. S-400 Triumph được Nga quảng cáo là một trong những hệ thống tên lửa phòng không tiên tiến nhất, có khả năng phá hủy các mục tiêu trên không ở khoảng cách lên đến 400 km. Tehran từ lâu đã mong muốn mua các hệ thống phòng không tiên tiến, chẳng hạn như S-400 của Nga, để tăng cường khả năng phòng thủ và bảo vệ các tài sản chiến lược khỏi những mối đe dọa tiềm tàng. Việc Nga chuyển giao các hệ thống radar và phòng không cho Iran, nếu được xác nhận, sẽ là một bước tiến quan trọng. Thậm chí hệ thống S-400 có thể đã được triển khai trên lãnh thổ Iran, vì trước đó có thông tin cho rằng hai máy bay vận tải Il-76 của Nga đã đáp xuống Iran. Ngoài ra, tại một số quốc gia bao gồm Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Trung Quốc, vũ khí này được giới thiệu là có hiệu quả cao trong việc đảm bảo việc khóa chặt bầu trời. Mặc dù vậy, thực tế chiến trường Ukraine cho thấy hệ thống S-400 có thể dễ dàng bị phá hủy bởi đoàn tập kích của một thứ vũ khí đã bị Mỹ loại biên như tên lửa đại đạo chiến thuật Atak MS, cho thấy Iran khó lòng trông đợi vào Triumph nếu phải đối mặt với các loại tên lửa tấn công hiện đại của Israel.